Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Như quý vị đã biết thì xem tử vi tháng 1 của tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 sẽ giúp cho bạn biết được chi tiết về vận mệnh của mình trong tháng 1 sẽ diễn biến như thế nào và vận mệnh của mình ra làm sao. Trong tháng 1 âm lịch này thì những người tuổi Giáp Ngọ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, vậy nên là mọi sự trong cuộc sống đều hanh thông, công danh sự nghiệp có thể nói rằng là phất lên giống như là diều gặp gió, may mắn tài lộc ùn ùn kéo về túi. Và sau đây thì sẽ là phần luận giải chi tiết cho tuổi Giáp Ngọ. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ngọ biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng là người luôn luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Giáp Ngọ mệnh sai trung kim là người hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao. Tính tình nhanh nhạy, hoạt bát, phản ứng nhanh nhẹn, lại luôn gần gũi với mọi người nên họ có nhân duyên khá tốt. Trong tình yêu, người tuổi Giáp Ngọ rất dễ rung động, họ dễ bước vào tình cảm nhưng cũng nhanh kết thúc khi cảm thấy không còn phù hợp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng có tấm lòng bao dung, bác ái, khẳng khái và rất nhiệt tình. Họ là người có tố chất lãnh đạo, có tinh thần tư duy, sáng tạo, song đôi lúc bản mệnh còn thiếu kiên trì nên dễ làm hỏng chuyện lớn. Tháng này gia đạo của các bác rất tốt, hòa khí gia đình ổn, con cái vui vẻ, sum vầy, không xảy ra va chạm gì lớn khiến bản mệnh phải suy nghĩ. Gia chủ cần phải chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là cẩn trọng tai nạn bất ngờ khi di chuyển. Ở độ tuổi này của các bác, một vết thương nhỏ thôi cũng rất khó lành. Thời tiết lúc này đang giao mùa, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp nhâm dương thủy nên gọi là thực thần. Nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, cho nên trong tháng này các gia chủ tuổi Giáp Ngọ cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Ngọ sinh năm 1954 tháng 1 âm lịch, nếu vẫn đi làm, gia chủ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn thách thức trong công việc, đòi hỏi phải tổn hao nhiều công sức hơn mà thành quả thu về chưa chắc đã đúng theo mong muốn. Hung vận khá lớn, bản mệnh dễ dính vào họa thị phi, tranh cãi, vừa ảnh hưởng công việc, vừa khiến cho uy tín bị giảm sút. Nguyên do chủ yếu từ việc gia chủ khó kiểm soát cảm xúc cá nhân, dễ nóng vội, phát ngôn có phần phóng khoáng khiến kẻ tiểu nhân nóng mắt, tìm cách quấy phá và hãm hại. Tuy nhiên, cục diện bán tam hợp đem lại may mắn cho gia chủ, khó khăn hiện tại đồng thời lại thúc đẩy tuổi Giáp Ngọ nỗ lực hơn nữa, vận dụng linh hoạt hơn năng lực sẵn có của mình để xoay chuyển tình thế, nhờ vậy mà thành tích đạt được tốt hơn, hiệu quả công việc cũng được nâng cao không nhỏ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này vận trình tài lộc thăng trầm bất định, có mặt tốt cũng có mặt xấu. Mặt xấu là bởi vì bạn quá chiều chuộng bản thân, mua sắm tiêu xài theo ý thích nên tiền bạc có nguy cơ thất thoát không nhỏ. Hóa đơn tăng dần, tiền trong túi cũng vơi đi trông thấy. Mặt tốt là nhờ tài trí và sự nhạy bén vốn có, lại thêm sự chăm chỉ và không chịu ngồi yên một chỗ mà biết tìm thêm nghề tay trái hoặc đầu tư nên cũng gặt hái được những thành quả không nhỏ bên cạnh nguồn thu từ công việc chính của mình. Thu nhập tăng lên, đồng nghĩa với các khoản phí tổn cũng tăng lên không ít, cần phải lên kế hoạch tài chính chi tiết và cụ thể để duy trì nguồn tài lộc bền vững. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Thứ ba, về mặt sức khỏe.
Sức khỏe của người tuổi Giáp Ngọ rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm, do đó bạn cần phải chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất kẻo họa ập xuống đầu. Bạn cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Các quý gia chủ tuổi Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Đường tình duyên tháng 1 âm lịch của mệnh chủ Giáp Ngọ chẳng được như ý, mọi chuyện tiếp diễn theo chiều hướng không thể suy đoán được, một đống hỗn độn đang chờ đợi con giáp này. Bản mệnh cảm thấy bất an, có thể sinh lòng nghi ngờ trước những biểu hiện bất thường của đối phương. Cũng chính vì thế mà giữa hai người nổ ra không ít cuộc tranh cãi. Đối phương chán nản và mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác phải giải thích chứng minh tình cảm của mình, khiến cho tình yêu cũng theo đó mà phai nhạt. Tuy nhiên, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nên nhớ, người ấy sẽ chính là hậu phương vững chắc luôn chờ đón bạn mỗi ngày. Bản mệnh thật sự trân trọng người chấp nhận ở bên mình khi khó khăn thì càng dồn hết tình cảm cho đối phương, mối quan hệ vì thế mà nâng cấp nhanh chóng. Nên nhớ, vợ chồng hạnh phúc không phải vì giàu sang, cũng chẳng cần phải nhà cao cửa rộng. Chỉ cần vợ bớt một lời, chồng nhường một bước là được. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 1 năm 2022, tức ngày 4 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 1 năm 2022, tức ngày 16 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức ngày 28 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 1 năm 2022, tức ngày 11 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 1 năm 2022, tức ngày 23 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Vâng, thưa quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 trong tháng 1 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 1 âm lịch này, đúng không ạ? Dưỡng Quỳnh đến đây thì rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối video và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, nếu như đây là lần đầu tiên mà bạn đến với kênh thì đừng ngại ngần, hãy đăng ký kênh và ấn chuông để có thể là người đầu tiên nhận được thông báo, cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh cho mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì Dưỡng Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng mỗi ngày trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Xin mến chào!